Hey, welcome back to my channel, Life and Travel. Chuẩn bị làm gì anh? Làm gì vậy? Chuẩn bị chạy thử xe, chiếc kho đời mới. Nhưng mà khách hàng mua đã, người ta đã xài rồi. À. Ta kêu mình check everything good. À, ok. Người ta trả tiền check cho mình, bây giờ chuẩn bị chạy thử. Nhiêu anh? Tính nhiêu? Tính 35 đồng thôi. Ồ, quá rẻ. Ok, giờ tụi mình đi ha. Giờ đi check xe. Rồi, đi. Trước khi các bạn mua một chiếc xe cũ đem về nhà, tốt nhất các bạn đem tới tiệm sửa xe cho người thợ máy kiểm tra xe của các bạn coi có bị gì hay không. Thì mình đã bỏ tiền ra mua một chiếc xe, cho nên mình cũng không muốn bỏ thêm tiền, lỡ chiếc xe đó có hư cái gì, bị hư vấn đề gì thì mình tốn thêm tiền nữa. Cho nên tốt nhất để cho mấy anh thợ máy kiểm tra trước khi mua. Hello các bạn, đây chiếc xe này đây. Ở trong cái táp lô này. Trong táp lô rất là đẹp. Writing a letter? Yep. Where's scientist Marie? Giờ mình chuẩn bị chạy thử cho khách hàng. Wow, màn hình Sony. Ok, mình chạy thử, mình không có được quay phim mà. Đúng rồi, có một anh thợ ngồi kế bên. Trong lúc mình chạy thử đó các bạn, thì mình nghe cái tiếng giống như là cái bánh xe nó bị không đều, mòn đều á. Giờ mình chạy vô cái. Rồi mình chạy trở về shop lại, chạy trở về tiệm lại, để cho anh thợ anh đội lên coi làm sao đây. Rồi, hy vọng là bánh xe thôi chứ không phải bạc đạn. Một cái đoạn đường mình chạy lên khoảng 60 mile giờ. Rồi mình thắng lại coi thắng nó có rung không. Rồi mình chạy cái khu nhà này nó có những cái speed bumps, mấy cái đồ mà để cho người ta chạy chậm chậm gồ ghề đó, để mình thử mấy cái sốc luôn coi nó có êm không. Bây giờ mình chạy lại tiệm lại nè. Nói chung xe này rất là êm. Đạp ga nó cũng giọt nữa. Mình chạy mình giống như cảm giác giống như xe này 6 máy vậy đó. Đạp ga nó rất là nhẹ. Ồ, thắng rung rồi. Dĩa thắng cong rồi, đạp nó rần rồi. Rồi để mình chạy vô để anh thợ anh đổi lên. Có nhiều khi chúng ta thích chiếc xe đó quá, chúng ta quên, chúng ta không để ý trước khi chúng ta mua chiếc xe đó đem về nhà. Người Việt Nam mình hay thường nói tiền mất tật mang là như vậy đó các bạn. Có nhiều khi những chiếc xe họ mua ở vùng miền Bắc thì những chiếc xe đó nó bị rỉ sét, tại vì ở trên đó người ta rải muối đừng cho tuyết nó đông, thì những chiếc xe đó mình không nên mua. Điểm thứ nhì là mình phải coi chiếc xe đó, mình ngó dưới lườn coi có thấy nhớt chải không, thì mình có nên mua hay không. Tốt nhất là đem cho thợ máy người ta coi lại nếu chải nhớt nhiều quá. Thì mình đem chiếc xe về đậu trên sân nhà thì nó sẽ nhiễu nhớt, mình đâu có muốn như vậy. Với hơn nữa, nếu mình phải bỏ tiền ra mình sửa cái nhớt chải đó thì nó sẽ tốn kém nhiều quá. Điểm thứ ba là trước khi mình mua thì mình coi ở trên mạng Carfax coi chiếc xe đó hồi đó giờ có bị đụng không. Trên mạng thì Carfax nó không có để bị đụng, nhưng mà mình coi
chiếc xe đó nó đã sơn rồi. Họ đã làm lại dàn đồng của chiếc xe. Họ không có báo cáo lên trên Carfax. Và điểm cuối cùng là trước khi mình mua chiếc xe đó thì mình yêu cầu cái người bán xe đó hoặc là dealer đó, họ check khói cho mình, kiểm tra khói đó, đậu thì mình mới mua. Tại vì nếu mà chiếc xe đó không đậu thì mình không lấy bản số được. Cho nên các bạn lưu ý và nên nhớ những điều mình phải làm trước khi mình mua chiếc xe đem về nhà, để mình không có bị rối mà mình rất là yên tâm. Life and Travel, biệt danh Anh Hai Cần Thơ. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn một ngày vui vẻ cùng với gia đình và người thân. Bye!